Xin chào quý khách. Hôm nay shop Cận Cảnh giới thiệu cho quý khách xem bộ khung mã 84 và ảnh lẫn khung nữa. Bộ gồm 10 khung ghi hình cả ảnh. Bộ khung là được in trên chất liệu giấy in ảnh của máy in ảnh quý khách nhé. Bao gồm tặng đầy đủ sơ đồ định vị, quý khách treo khung không cần phải khăn tường, quý khách về chỉ cần đóng đinh ba chân theo các dấu chấm này, tốt tặng đinh ba chân luôn luôn tặng dư quý khách ạ. Quý khách đóng đinh một tường như theo hướng dẫn của tờ sơ đồ, đóng vào cái nút chấm này rất là nhanh chóng, thì tầm 5-10 phút là treo xong cũng không nổi thôi ạ. Sau đó một cách treo cái đầu lỗ đen này vào cái đầu nhọn của cái đinh ba chân như trong hình đấy, có hình hướng dẫn đấy ạ. Thì tất cả bộ khung này được treo ôm sát vào tường rất là đẹp và thời trang. Cảnh bộ khung thời ra shop còn tặng mỗi một bộ khung là 3 chú bướm 3D xinh xắn để treo trang trí trên bộ khung nữa ạ.